giải pháp dành cho người lười. Khác với phiên bản trước sử dụng tiếng Anh thì đây là phiên bản tiếng Việt, nhưng nghĩ là do người Việt sử dụng nhiều quá thấy ngon nên là làm phiên bản tiếng Việt đó. Sẽ gồm một phiếu bảo hành và một cuốn kiểu âm trên kênh hướng dẫn sử dụng, nhưng mà quăng nó đi tại dễ lắm. Và kèm theo một cái bàn chải đánh răng nữa. Ở đây có đầy đủ các nút bấm bằng tiếng Việt, hộp mà bạn thích, chà là để tạo vị ngọt tự nhiên, nước, nhớ khóa an toàn, bấm chữ sửa hộp và bắt đầu nấu, thời gian là 27 phút. Nóng. Mà nóng. Trời mưa mà được làm một ly sữa hạt ấm nóng thật là một cảm giác tuyệt vời. Sữa ấm nóng thơm ngon và không cần phải lọc lại qua rây đâu, bởi vì nó đã được xay nấu rất là mịn rồi. Công thức nấu súp bí đỏ lười. Lười thì đừng có nấu. Nếu theo cách thức nấu súp bí đỏ bình thường, bạn phải xào trước hành tây, bơ và bí với nhau cho thơm, sau đó mới bắt đầu nấu. Mà bây giờ xào trước thì còn gì lười nữa. Hành tây, bí đỏ và thịt bò, trong này còn một chút sữa hộp từ hồi nãy, kệ cho thơm. Một chút bơ lạc. Muối. Hết muối rồi. Nước. Sệt sệt thôi. Chế độ cháo bột 20 phút. Wow. Thơm. Một miếng thịt bò đâu. Xay nấu nhuyễn đến mức mà miếng bò siêu thoát luôn. Ngon. Món này cực kỳ hợp lý cho những bé nào có mẹ đang dặm. Nấu cực kỳ nhanh mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Ngoài những chức năng trên, chiếc máy xay nấu 5-trong-1 LadyJet này còn có sinh tố. Ủa ai vậy? Đun nước, làm ấm và chức năng tự vệ sinh cá nhân nữa. Nói về thôi, nó chỉ vệ sinh phần dưới, còn ở phần trên như thế này bạn vẫn phải tắm lại cho nó nhé. Máy xay nấu đa năng 5-trong-1 LadyJet.